luật sư Phạm Hồng Điệp kính chào quý vị. Nhằm đáp ứng nhu cầu về giải đáp các thông tin pháp lý hoàn toàn miễn phí về các vấn đề liên quan đến pháp luật về luật đất đai, luật lao động, chúng tôi sẽ định kỳ trả lời quý vị theo từng tuần trên từng số ra. Mọi yêu cầu của quý vị có thể gửi thông tin qua email sohinfoa@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm. Luật sư Phạm Hồng Điệp. Một bạn ở Quảng Nam gửi email cho luật sư có câu hỏi như sau. Dự án có đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá hoặc đấu thầu có phải thực hiện thủ tục chấp nhận chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hay không? Theo quy định tài khoản 2, điều 29 luật đầu tư, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo dự án quy định tại điểm A, điểm B, khoản 1 điều này được thực hiện khi chấp thuận chủ trương đầu tư, trừ trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo quy định tại khoản 2, điều 29, Nghị định số 31/2021, Nghị định Chính phủ ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại điều 30, 31, 32 của luật đầu tư. Cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư. Theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 32 luật đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư có đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Căn cứ các quy định nêu trên, các dự án đầu tư có đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư không thuộc các trường hợp quy định tại điều 30, 31 và các điểm B, C, D khoản 1 điều 32 của luật đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Theo quy định tài khoản 5 điều 29 nghị định số 31/2021 nghị định Chính phủ, trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải có văn bản cho phép nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai. Điều 73 luật đất đai quy định đối với dự án sản xuất kinh doanh thì chủ đầu tư được thỏa thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án sau khi xác định được chủ đầu tư. Tức sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện dự án. Như vậy, khoản 5 điều 29 nghị định số 31/2021 nghị định Chính phủ có mâu thuẫn với quy định tại điều 73 luật đất đai hay không? Theo điểm B khoản 5 điều 29 điều 31 nghị định số 31/2021 nghị định Chính phủ quy định về việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, quyền thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai. Quy định này phù hợp với quy định về điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại điều 193 luật đất đai. Theo đó, tổ chức kinh tế hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khi có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án. Điều 73 luật đất đai chỉ quy định chung về việc sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh, không quy định về điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Như vậy, quy định tại điểm B khoản 5 điều 29 nghị định số 31/2021 nghị định Chính phủ là hoàn toàn phù hợp với điều 93, không mâu thuẫn với điều 73 luật đất đai. Một bạn ở Thái Nguyên gửi mấy câu hỏi đến luật sư cần tư vấn. Danh mục dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường để làm cơ sở thẩm định công nghệ của dự án theo quy định tại điểm D khoản 3 điều 33 luật đầu tư và điểm B khoản 2 điều 13 luật chuyển giao công nghệ được thực hiện theo quy định nào? Danh mục dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường được quy định tại khoản 7 điều 28 luật bảo vệ môi trường và được hướng dẫn cụ thể tại nghị định số
08/2022, Nghị định Chính phủ ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của luật này. Quy định cơ quan được lấy ý kiến thẩm định trả lời và chịu trách nhiệm về nội dung được lấy ý kiến. Nếu không trả lời thì coi là đồng ý, khó thực hiện trên thực tế. Do khi thông qua Ủy ban Nhân dân thì tỉnh Ủy ban Nhân dân tỉnh không thống nhất phải thực hiện thẩm định lại gây mất nhiều thời gian. Theo quy định tại điểm B khoản 2, điểm Y, Nghị định số 31/2021, Nghị định Chính phủ trong thời hạn theo quy định, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời và chịu nhiệm về nội dung ý kiến thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ quan đó. Quá thời hạn quy định mà không có ý kiến thì được coi là đồng ý với nội dung thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó. Do vậy, đề nghị để Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành cơ quan tại địa phương nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, quá trình góp ý và gửi ý kiến thẩm định dự án đầu tư đúng thời hạn theo quy định của luật đầu tư và Nghị định số 31/2021, Nghị định Chính phủ. Tài liệu xác định quyền sử dụng đất, địa điểm để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 33 luật đầu tư là tài liệu nào? Theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 33 luật đầu tư, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Theo quy định tại điều 189 Bộ luật Dân sự, quyền sử dụng là quyền khai thác, công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. Quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Điều đó, quyền sử dụng địa điểm được thể hiện thông qua cái hình thức như hợp đồng tặng cho bất động sản. Điều 459 Bộ luật Dân sự, hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác. Điều 472 Bộ luật Dân sự, hợp đồng mượn tài sản. Điều 494 Bộ luật Dân sự, hợp đồng về quyền sử dụng đất. Điều 500 Bộ luật Dân sự. Căn cứ các quy định nêu trên, quyền sử dụng địa điểm sẽ được thể hiện bằng các loại giấy tờ khác nhau theo từng trường hợp cụ thể. Do đó, đề nghị căn cứ vào các văn bản tài liệu quy định của Bộ luật Dân sự để xem xét quyền sử dụng địa điểm của nhà đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đề xuất thực hiện dự án có được chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư hay không? Trong trường hợp cá nhân sở hữu công ty mới là người có quyền sử dụng đất. Theo quy định tại khoản 4 điều 29 luật đầu tư, việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư được thực hiện trong trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất. Do vậy, trong trường hợp công ty là nhà đầu tư nhưng chưa có quyền sử dụng đất thì không có cơ sở thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án. Một bạn ở Hà Nội gửi câu hỏi tới luật sư. Việc xem xét khả năng đáp ứng điều kiện tài chính của nhà đầu tư theo quy định tại điểm A khoản 2 điều 14 Nghị định 43/2014 Nghị định Chính phủ được thực hiện trước khi giao đất hay tại thời điểm chấp thuận chủ trương? Luật sư xin trả lời. Việc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của luật đầu tư và giao đất theo quy định của luật đất đai là các thủ tục độc lập. Việc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 4 điều 33 luật đầu tư, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư bao gồm khả năng đáp ứng điều kiện giao đất cho thuê đất đối với trường hợp giao đất cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có quyền yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Theo quy định tại khoản 8 điều 31 Nghị định số 31/2021 Nghị định Chính phủ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm nội dung quy định tại khoản 4 điều 33 của luật đầu tư, căn cứ pháp lý điều kiện chấp thuận của nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 điều 29 của luật đầu tư và điều 29 của nghị định này, đánh giá việc đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng nhà ở, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản đối dự án đầu tư xây dựng nhà ở, kho đô thị, kinh doanh bất động sản. Căn cứ quy định nêu trên, tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan chủ trì thẩm định dự án xem xét khả năng đáp ứng điều kiện giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án đầu tư
các điều kiện cụ thể đối với người được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được quy định tại Điều 14, Nghị định số 43, Nghị định Chính phủ. Việc xem xét các điều kiện đối với chủ đầu tư theo quy định luật nhà ở, luật đầu tư trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án nhà ở được thực hiện như thế nào? Do pháp luật về đầu tư và các quy định hướng dẫn luật đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư không có quy định về nội dung này mà chỉ quy định về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư sau khi trúng thầu hoặc trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhưng không đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở 2014, khoản 2 Điều 119 của Luật Đất đai 2013 và pháp luật về kinh doanh bất động sản phải thực hiện các trình tự, thủ tục như thế nào? Điểm C khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31 năm 2021, Nghị định Chính phủ quy định nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư gồm đánh giá việc đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về xây dựng nhà ở và phát triển đô thị kinh doanh bất động sản. Đối với các dự án đầu tư xây dựng ở khu đô thị kinh doanh bất động sản, điểm A khoản 3 điều 9 Nghị định số 20/2015, Nghị định Chính phủ quy định nội dung lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điều kiện chủ đầu tư mẫu hồ sơ mời thầu theo thông tư 09/2021, thông tư Bộ Kế hoạch Đầu tư ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020, Nghị định Chính phủ ngày 28/2/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và hướng dẫn các điều kiện quy định tại pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bao gồm tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư. Do vậy, đề nghị xem xét các điều kiện đối với nhà đầu tư được lựa chọn dự án đầu tư theo quy định nêu trên. Điều 52 Luật Đất đai quy định căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất là nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư như vậy. Luật Đất đai yêu cầu dự án phải được chấp thuận chủ trương trước mới quyết định việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, khoản 4 điều 29 luật đầu tư lại yêu cầu đất được chuyển mục đích sử dụng đất ở trước mới làm chủ trương, có mâu thuẫn với quy định tại điều 52 luật đất đai hay không? Tại khoản 4 điều 29 luật đầu tư quy định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không quy định về việc chuyển mục đích sử dụng sang đất ở trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư. Trước đây theo quy định tại khoản 1 điều 23 luật nhà ở đã được sửa đổi bổ sung tại điểm C khoản 1 điều 75 luật đầu tư, hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại bao gồm trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất ở pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở. Tuy vậy, quy định này đã được sửa đổi bổ sung tại điều 4 luật số 03/2022 quy hoạch Quốc hội 15 ngày 11/1/2022. Theo đó, yêu cầu các loại đất khác được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm nhà ở đã được bãi bỏ. Đồng thời, điều 4 luật số 03/2022 Quốc hội 15 đã quy định thủ tục sau khi được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai.